Chào các anh chị, hôm nay tôi sẽ hỗ trợ cho các anh chị vẽ cái biểu đồ phần trăm hoàn thành công việc. Ở đây á, ví dụ như ở đây là cái biểu đồ nó là dạng như thế này. Ở đây là tháng 1 thì mình hoàn thành 9%, tháng 2 mình hoàn thành 19% và tháng 3 hoàn thành 26%. Và ở đây á, khi mình hoàn thành á, thì ở đây nó hoàn thành bao nhiêu thì nó mở ra, còn ở đây là phần chưa hoàn thành. Ở đây á, tôi sẽ hỗ trợ cho anh chị vẽ cái biểu đồ này rất là đơn giản. Các anh chị coi tôi hướng dẫn vẽ nha. Thì ở đây á, mình muốn vẽ hoàn thành trong 12 tháng thì ở đây mình sẽ có một sheet dữ liệu, là sheet dữ liệu của mình là từ tháng 1 tới tháng 12. Đây là số công việc tập hoàn thành trong cái 12 tháng. Và ở đây á, ở đây là phần trăm hoàn thành như vậy ấy, là mình mới có tính số thôi. Bây giờ mình sẽ tính ra phần trăm nha. Hoàn thành công việc là bao nhiêu phần trăm thì ở đây mình sẽ sử dụng là công thức là lũy kế, lũy tiến á. Đầu tiên á, thằng tháng 1 này thì nó sẽ tính với một mình nó thôi ha. Thì ở đây nó là chín 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 chia cho sum nha, sum một đống này là nó sẽ được bao nhiêu phần trăm nha, khóa lại. Thì ở đây nó đi được 9% thôi anh chị ha. Ở đây nó 9% kéo qua, ở đây là 19% ha. Kéo qua, kéo xuống thì ở đây á, là nó sẽ tính như vậy ha. Kéo xuống thằng thứ ba nó lũy tiến theo á, là thằng tháng 1 là 9%, tháng 2 là 19%, cộng luôn tháng 1, và tới tháng 3 là 26%, cộng luôn tháng 1, tháng 2. Và ở đây á, là tháng 4 á, là nó là 33%, được chưa? Thì ở đây là tháng cuối cùng là mình được 100%. Cái công thức này là tính lũy tiến theo nha anh chị. Công thức này là công thức lũy tiến à, tính lũy tiến theo. Rồi ở đây á, mình vẽ nha, 9% á, nó hoàn thành 9% thì chắc chắn là khoảng trống của nó là bằng một bằng nha bằng một trừ cho 9%. Ở đây là khoảng trống của nó nha anh chị, khoảng trống của nó ở đây một trừ nha, một trừ cho cái này. Thì ở đây á, là nó chính được 9% thì nó là khoảng trống là 91%. Tương tự như vậy, 19% là khoảng trống là 81%, và ở đây là 26% thì khoảng trống của nó là 74%. Bây giờ tôi sẽ vẽ từng tháng cho anh chị xem. Giả sử như ở đây tôi gọi là tháng 1 nha, ở đây là tháng 1. Tháng 1 nha anh chị. Thì bằng ở đây này, bằng cái trên. Rồi ở đây á, mình muốn lấy phần trăm công việc hoàn thành là mình lấy cột C, thì mình sử dụng hàm VLOOKUP bằng VL AO KUB trị dò khóa lại phẩy dò trong cái bảng dò khóa lại phẩy 2,0 phẩy 3,0 nha, lấy cột thứ ba phẩy 3,0. Ở đây á, là tôi sử dụng công thức chuối nhất ha. Các anh chị muốn sử dụng công thức sau thì sử dụng à, tôi sử dụng công thức chuối nhất là tôi sửa lại số 4. Ok, ở đây tôi không có quan trọng về công thức vì bài này là mình chuyên vào vẽ biểu đồ. Và sau khi mình vẽ xong á, thì mình sẽ vẽ được biểu đồ này à, vẽ được biểu đồ này nha anh chị. Thì bây giờ mình muốn vẽ được biểu đồ này á, thì mình sẽ một vẽ một cái nền phía dưới à, có những cái đường đứt nét như này, đây là nền phía dưới nha. Khi mà mình muốn vẽ cái nền này á, thì mình sử dụng biểu đồ bình thường. Nó là biểu đồ là gì ta? Donut à, cái này là biểu đồ donut nha anh chị. Biểu đồ là donut à. Thì chỗ này á, mình vẽ một cái insert một cái biểu đồ mới, insert một cái biểu đồ mới dạng donut à, nó ra gì kệ, nó không quan tâm nha. Rồi select data món này á, nó làm tùm lum là la hết, xóa hết tất cả đi anh chị. Add một biểu đồ mới này ha. Ở đây là cái nền à, cái nền nha, tôi là cái nền nha anh chị. Rồi ở chỗ này anh chị bằng 1,2,3,4,5,6,7,8. Nói chung anh chị làm nhiều nhiều vô, bao nhiêu số 1 càng số 1 càng nhiều số 1 càng tốt. Vì ở đây á, nó sẽ ra cái nền nó ở phía dưới á, ở đây cho bao nhiêu số nền thôi nha. Ở đây là tôi ra cho tôi là khoảng 24 cái nền. Anh chị thấy cái nền này chưa? Rồi xóa số này đi. Cái nền này á, thông thường á, là mình nên cho nó là gì ta, cái nền này dục cái nền này ha à, để lát nữa tôi tính tiếp. Rồi ở đây mình nên cho nó một màu nha anh chị, nên cho nó một màu. Thì màu nền đó mình nên cho nó màu tối đi anh chị ha. Sao con chuột nó nhảy dưới ta? Đó. À, con chuột tôi nhưng nó muốn tới thời rồi đó. Rồi ở đây tôi làm lại nha. Ok. Tôi sử dụng là format à, tôi sử dụng là màu nền nha. Ở đây là tôi sử dụng cho màu nền tôi tối một tí. Rồi sau khi màu nền tối nha, còn cái đường line á, đường line tôi cho nó đường line nó nhỏ một tí đi, đường line hơi lớn. Ở đây là cho 1/2 được rồi à, 1/2 à. Rồi sau khi làm xong nó ra cho tôi được như thế này, đây là nền dưới. Và sau đó tôi sẽ vẽ một cái biểu đồ tiếp tục là phần trăm công việc hoàn thành. Tôi sử dụng là design
Tôi sử dụng là select data, add một cái biểu đồ mới. Cái biểu đồ này á, này là phần trăm công việc hoàn thành. Tôi kéo từ cái khúc này tới khúc này, hiện tại tháng 1 của tôi là 9% thôi. Ok, khi mà tôi làm xong á, ở đây là cái phần trăm này, tháng 1 của tôi là 9%. Cái gì thấy không? Ở đây á, là tôi muốn nó chồng lên nhau ha, tôi muốn nó chồng lên nhau. Mà chồng lên nhau thì ở đây tôi phải sử dụng là cái second daily, là trục thứ hai. Chỗ này nè, tôi muốn nó là sử dụng trục thứ hai nha, là tôi sử dụng là second daily, chỉnh đổi là trục. Sau khi chỉnh đổi là trục xong, ở đây là anh chị, ở đây là tôi muốn nó cái 9% này anh chị ha, tôi muốn nó là sao ta, no fill, để cho nó show ra mà nó được 9% anh chị ha. Đây là 9% này, còn cái này tôi muốn che nó lại, tôi muốn che nó lại ha, nhưng mà che như vậy thì mình không có thấy cái phía dưới. Thì ở đây tạm thời là mình cho cái màu nó sáng sáng cũng được ha. Ok, cho nó no outline luôn đi ha. Và sau khi mình làm xong như thế này anh chị ha, các anh chị chỉnh lại cái đây là anh chị sử dụng là format selection, các anh chị sử dụng không biết là chọn cái màu này, là chọn cái này nó to quá mình không thấy bên một bên hai anh chị ha. Rồi ở đây á, mình cho gì ta, cái bình sơn này anh chị ha, bình sơn này ha, mình cho nó là transpose, transparency. Ở đây là nó sao ta, nó ở đây cho nó mờ mờ ảo ảo tí ha, cho nó mờ ảo tí, cho nó khoảng 40% là được. 40% là được nha anh chị, khoảng 40% đi. Rồi ok, như vậy á, là cái chỗ này này, chỗ này ha, mình cho lại nó là no fill, no đi ha. Quải ghê á, này nó cho chữ tơ to quá mình không thấy, no fill ha, này no fill. Cái này lại ở đây á, các chị khoan, tôi cho cái chỗ này nó nhỏ nhỏ một tí ha, tôi cho cái này, chỗ này nó ABC đi, từ tính tiếp bấm vào để tôi chỉnh cho nó dễ gì ha. Format series, format ABC này chưa được ha. Bold 2 nha anh chị, bold 2 mình cho nó màu gì anh chị, vô màu 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 này đi ha, cho nó màu này đi. Ở đây á, mình chữ nhỏ mình thấy series ABC bold 2 cho nó dễ thấy ha. Và sau đó mình sử dụng là cho nó 40% cho nó mờ mờ tí. 40% anh chị ha. Rồi ok, 40% là được. Như vậy nè, khi mà như vậy là mình hiểu nó là bao nhiêu phần trăm, nó 40% nha. Ở đây là được 9% của tháng 1. Ví dụ mình chọn tháng 2 nha, tháng 2 nó được bao nhiêu phần trăm nè, 19% ha. Ở đây bằng lại ha. Cái biểu đồ tên nó dài quá, mình cũng khó làm việc đúng không anh chị. Rồi tiếp tục, xong khi mà làm xong ở đây á, các anh chị cần có phần trăm phía dưới, ở giữa các anh chị còn có phần trăm ở giữa, là anh chị sử dụng là insert một cái shape rectangular, anh chị để dưới này ha. Và ở đây á, các anh chị ở đây các anh chị làm cái gì ta, các anh chị cho anh chiều cao là 0.5 đi gì ha, 0.5. Rồi ở đây là cho anh chị cho nó 1 đi anh chị ha. Và sau đó anh chị bỏ dưới đây nè, anh chị gọi cho bằng phần trăm hoàn thành, được chưa? Rồi trước khi á, cho anh chị cho nó cho chữ to lên một tí, cho chữ 16 đi ha, cho nó kênh giữa, được chưa? Cho anh chị cho nó no line, no fill luôn đi ha, no fill và no outline, no outline anh chị, no fill ha. Anh chị cho nó màu màu này đi, cái chữ anh chị cho nó màu chữ ha, màu này anh chị, cho chữ đậm lên ha. Rồi ở đây các anh chị cho nó no outline này, no outline nha. Rồi sau khi làm xong các anh chị để từ tính tiếp. Các anh chị muốn kênh cân đối là các anh chị nên cho thằng này nó là cái chặt title, cho nó làm phía trên đi ha, chặt title này. Rồi anh chị bằng chặt title, anh chị bằng nha, bằng cái nút này này, công việc hoàn thành, enter. Rồi sau đó các anh chị đưa cái này vào, đưa cái này vào thì các anh chị ở đây các anh chị kênh giữa nha, kênh giữa cái này này ha, anh chị format align center và align middle. Ok, khi mà các chị canh middle á, là ở trên có phần trăm công việc hoàn thành này, nên là vấn đề chỗ này nó hơi bị lệch lên, thì chỗ này các anh chị phải kéo xuống thôi, vì nó có phần trăm hoàn thành á, mình cũng không có chỉnh được cái này. Ở đây các anh chị kéo xuống, các anh chị có thể dựa vào hai bên kia cũng được, kéo ngang qua. Rồi sau khi mình làm xong nó là được như vậy. Rồi sau khi mình làm xong mình sẽ rút này lại, mình rút này lại nha, format ha, mình rút này lại. Và sau khi mình làm xong anh chị ha, các anh chị và bên này anh chị là báo cáo nè ha, báo cáo
Ở đây các anh chị có thể ghi là gì ta? Báo cáo tiến độ hoàn thành công việc của nhóm XYZ công ty ha, ABC. Rồi ví dụ cái khi anh chị làm như này xong, các anh chị trộn nó, các anh chị cho nó màu xanh đi ha, anh chị cho màu trắng, cho chữ to ra một tí, cho chữ to ra một tí ha. Báo cáo tiến độ hoàn thành công ty XYZ mà view read line luôn. Và sau đó các anh chị cắt cái này nè, anh chị bôi, tôi chỉ anh chị bôi nha, anh chị bôi hết chỗ này nè, bôi hết chỗ này nè, nhớ nha, anh chị bôi hết chỗ này anh chị ha, anh chị bôi hết chỗ này, cần C. Và sau đó các anh chị là cần V, lộn, backspace nha, anh chị sử dụng backspace link picture. Và sau đó các anh chị rốp lại để cho nó thành một cái hình mình người ta khỏi chỉnh sửa. Rồi sau đó xong rồi anh chị để chỗ này ha, để chỗ này là được rồi. Ở trên đây anh chị ghi là cái gì ra, tháng hoàn thành nha, tháng đi. Ở đây anh chị sử dụng là tháng của mình đó, là mình sử dụng là một cái, đây là chỗ tháng của anh chị ha. Thì các anh chị sử dụng là insert một cái thằng drone bar. Các anh chị vẽ chỗ này ha, drone bar này á, các anh chị vẽ drone bar này á, anh chị chuột phải format control, giá trị hiện tại là không còn thiết, giá trị nhỏ nhất là một và giá trị lớn nhất là bao nhiêu ta, 12. Mỗi lần thay đổi mũi tên là một, và mỗi lần làm gì ta, mỗi lần cái kia là mỗi lần thay đổi ở giữa là số 2 đi, 2. Và anh chị bỏ vào ô này là ô b3, ok. Và sau đó các anh chị chỗ này này, công thức này này anh chị ha, các anh chị đừng có link trực tiếp chỗ này nữa, anh chị bằng ô b3 bên này này, enter. Thì khi mà bên này thay đổi thì bên kia thay đổi, chỗ này lỡ rồi view readline luôn, readline luôn. Thì bây giờ báo cáo của anh chị nó theo như vậy, ok, chuột phải ha, kéo nhỏ nhỏ xuống tí xíu. Ở chỗ này mình cho nó drop lên tí đi, cho nó sạch sẽ, tất cả sạch sẽ luôn nha, sạch sẽ. Rồi ok, khi mình làm xong á, mình sẽ để như vậy ha, để chỗ này nhỏ nhỏ tí xíu. Rồi mình phần trăm công việc hoàn thành ABCD gì đó, EF gì đó, GHIJK. Thì đây á, là cái vấn đề của mình mà mình cần, mình báo cáo. Khi mà ship nói là báo cáo á, là mình phải báo cáo là như thế này. Nhất, ví dụ ở đây là tháng 1 thì được 9%, tháng 2 thì mình được là 19%, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7. Thì ở đây là tiến độ công việc của mình đã hoàn thành. Các anh chị có thể nhìn vào video này, các anh chị vẽ xem của mình vẽ có được hay không. Ở đây mình sẽ tay ha. Rồi tháng 9, tháng 10 gì đó. Anh chị thấy không? Vẽ video này rất là đẹp ha. Tôi rất là thích vẽ những dạng video như thế này, nhìn rất là dễ chịu. Rồi, chúc các anh chị làm bài tốt. Chào các anh chị. Anh chị nào cần thì các anh chị có thể coi vẽ đi vẽ lại nhiều lần thì mình sẽ vẽ được nha các anh chị. Rồi, chào các anh chị.